nên là anh rất là trân trọng điều đó và anh sẽ làm tất cả mọi thứ để chúng ta thành công trong này. Cảm ơn anh. Và cảm ơn chủ đề và xinh đẹp của chúng ta thì anh biết là có một thì em hy vọng là hôm nay các bạn có thể là xả vai, bỏ cái chế độ kia đi, học cái chế độ mà ở bên cạnh người thân và bạn bè và học sự hôm nay. Còn với những người bạn màu xanh lá mọi người đã giúp đỡ rất nhiều. Nên là hôm nay tới các bạn Sara Kim Phu Dâu. Và xin cảm ơn các bạn. Mời tất cả các khách mời còn lại, chúng ta sẽ lên sân khấu chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng với chú rể. Xin mời mọi người ạ. Đi, không rồi, cảm ơn nha, cảm ơn mấy anh em nha. Ừ. Em là vào từ hôm qua, và từ Hà Nội bay thẳng đây Sài Gòn. Cũng ra một cách này cũng ok. Anh em đây được nó đã là chậm máy ở đấy thôi. Đi đồng loạt lên. Đây chụp hình em này. Con chụp nó mà thấy cầu nó vậy mà con của cậu bà tuổi tay cậu đi chụp rất nhiều và các bạn thân mến, hiện tại thì đồ ăn vẫn đang và được đủ liên tục, cho nên là buổi chiều ngày hôm nay chúng ta còn rất là nhiều khách, rất là nhiều thời gian hơn nhau, cho nên là hãy thưởng thức chúng ta uống một tí xíu nước dừa rồi ăn tí xíu ăn nhẹ rồi chúng ta dừa lại cho ngày hôm nay nhé. Okay.
Lắm đây, bấm nút. Đó, các chị và các bạn thân mến, hiện nay thì nắng cũng đã dịu nhẹ đi rất là nhiều rồi. Và bây giờ sau khi chúng ta chụp ảnh lưu niệm xong với thì mời mọi người và chúng ta sẽ tiến vào bên trong những hàng ghế đã được chuẩn bị sẵn và ổn định cho tôi. Để sự việc chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ chính thức được bắt đầu. Cuối cùng thì khoảnh khắc mà chúng ta chờ đợi nó cũng đã tới rồi các anh chị em ơi. Bây giờ là nắng là dịu nhẹ. Và bây giờ là thời gian để mọi người chúng ta có thể đến từng chiếc ghế ngày hôm nay để chúng ta chọn cho mình một không gian đẹp nhất để cùng chứng kiến khoảnh khắc của chương trình và con phượng. Không biết hiện tại cái mức đạt gì